Chào các bạn, hôm nay cô Thủy sẽ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng máy làm kem bằng thùng gỗ. Máy làm kem bằng thùng gỗ thì có một cái thùng gỗ, sau đó là có một cái đế các bạn. Chúng ta sẽ bỏ vào thùng và một cái hộp để đựng hỗn hợp kem, chúng ta để vào cái đế. Sau đó đây là cái xương để quay cái kem cho nó đều á các bạn. Các bạn chúng ta cho vào. Và đây là cái nắp để giữ lại. Thì trong cái nắp này nó có một cái gờ. Và thố kem của chúng ta cũng có một cái gờ. Chúng ta không được lắp hai cái nó bằng nhau như thế này thì nó sẽ lệch. Và chúng ta sẽ để bất cứ chỗ nào để cho nó tránh những cái hai cái mấu này không khớp được vào với nhau. Sau đó đây là cái motor máy các bạn ạ. Các bạn nhìn kỹ giúp cô. Trong cái motor máy thì cái đầu của nó có một cái ngoằm. Chúng ta cho vào đây, cho cái ngoằm này. Và chúng ta cho vào máy. Khi cho vào máy thì chúng ta xoay nhẹ, xoay nhẹ để cho nó khớp. Cái máy mà mới ấy, là bao giờ nó cũng chưa chân chu. Đấy, đó này máy của chúng ta đã khớp. Chúng ta xoay, khi chúng ta chưa khớp thì chúng ta lấy tay chúng ta xoay nhẹ cái này thì nó khớp vào. Và chúng ta ngoàm nó xuống. Sau đó chúng ta khởi động máy. Lúc đó chúng ta mới cho đá và muối các bạn ạ. Buổi là hướng dẫn sử dụng máy làm